Kính thưa quý vị, chúng ta nói đến thành phố Westminster thì chắc có lẽ chúng tôi phải hỏi đến một cái sự kiện mà có thể nói rằng nhiều người bàn tán rất nhiều. Chúng tôi được biết rằng ông thị trưởng đại diện cho nghị viên tại đó trao tặng một cái gọi là recommendation resolution commendation. Là khen tặng đó, một cái nghị quyết khen tặng cho một nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ở tại Việt Nam. Thế tại sao ông làm cái công việc đó? Tôi thấy tên ông rõ ràng, ông là cái người cũng là cấp cái bằng đó. Dạ, cái bằng tuyên dương đó đã được trao tặng cho bà Ngô Thanh Vân một cách lén lút, không có thông báo cho hội đồng nghị viên thành phố. Thì ông thị trưởng Tạ Đức Trí đã dùng cái tên tôi và tất cả những người đồng viên trong hội đồng nghị viên thành phố để lên cái bằng tưởng lục à. Dạ, cái bằng nghị quyết tuyên dương cho bà Ngô Thanh Vân mà không có nói cho ai biết hết. Cho tới lúc mà cái báo chí, truyền thông báo chí ở Việt Nam nó nổi phồng lên thì lúc đó chúng tôi mới biết. Thì tôi đã có đưa một cái trên cái chương trình nghị sự đưa ra đề nghị hội đồng nghị viên thành phố kêu ông thị trưởng rút tên tôi ra khỏi cái bản tuyên dương đó. Nhưng mà nó có một điều đây là cái khi mình ở trong cái nhóm thiểu số mà đại đa số của họ đồng ý á, thì cái nghị quyết của tôi, cái đề nghị của tôi đưa ra không có được tán thành và cái tên tôi vẫn coi như là được rút ra một cách rất là tượng trưng, nó không có cái bằng không được rút lại. Và đó là cái vấn đề khi mà chúng ta có một cái nhóm đại đa số mà độc tài á, rất là khó làm việc và rất là... Tôi không nói đến chuyện độc tài, không nói khó làm việc, nhưng tôi đến nói cá nhân của ông nghị viên thôi. Thế ông nghị viên là một người bảo vệ cho người dân, mà ông không bảo vệ được cho ông thì làm sao ông có thể nói là ông bảo vệ cho người dân được? Tên của ông đã bị sử dụng. Và ông chỉ nói không, ông cũng có một cái hành động cụ thể nào. Đến bây giờ chúng tôi thấy cô Ngô Thanh Vân vẫn còn resolution commendation có tên của ông ở trong đó. Thế thì ông phải làm cái gì đây? Dạ thưa anh Đoàn Trọng, muốn mà thưa kiện thành phố thì cũng được thôi. Nhưng mà cái vấn đề đây đó phải có tiền. Khi một khi đưa ra luật sư để mà thưa kiện, để mà lấy cái tên của tôi ra, nó cần có tiền mà và thời giờ và tiền bạc. Cái điều đó là tôi không có. Cho nên cái vấn đề một khi mà mình là không có cái nhóm mà suy nghĩ độc lập trong cái hội đồng nghị viên thành phố mà họ đồng viện với nhau, họ đại đa số với nhau thì rất là khó khăn cho tất cả những người làm việc trong thành phố. Bây giờ nếu tôi đã đề nghị ra nói chuyện với luật sư thành phố rồi, nhưng mà luật sư thành phố phải tùy theo cái biểu quyết của hội đồng nghị viên thành phố, nếu mà họ chấp nhận thì họ mới có thể cho cố vấn luật pháp của ông luật sư để mà ủng hộ bảo vệ cho tôi. Trong khi mà nếu mà không đồng ý thì tôi cũng không làm được gì được. Thưa luật sư Đỗ Phủ, một người làm việc cho thành phố bị người ta đánh cắp cái tên của mình đi, người ta nói láo, người ta nói gian để lấy cái tên mình bỏ vào như vậy. Ông làm việc cho thành phố, thế thành phố có bổn phận để chu cấp tất cả những cái dịch vụ mà ông này sẽ thưa kiện thành phố, thưa kiện cái người mà sử dụng tên của ông. Cái điều đó luật sư nghĩ sao? Vâng, nhưng mà trước khi mà trả lời câu đó, để tôi phân tích lại cái tại sao cái này nó lại ảnh hưởng và anh nghị viên tại đỗ lại không làm được. Thứ nhất là phía bên đa số đó, họ ra một cái giống như là một cái luật ở trong vấn đề thành phố. Họ nói là bất cứ một cái agenda nào, tại vì ai cũng biết đó, khi mà anh có public meeting đó, một cái cuộc họp đó, của nghị viên thành phố đó, đó là một buổi họp nó gọi là công cộng. Đó là nguyên tắc chính trị căn bản Hoa Kỳ, là từ thành phố, thị xã lên, và những cái cuộc họp đó mở ra thì thường thường á, bất kỳ một người nghị viên nào họ cũng được một số dân họ bầu cho họ. Anh Tài Đỗ có thể là anh được 5.000, 10.000 người bầu, cô Kimberly được vài ngàn người bầu, ông Kiểu được vài ngàn người bầu, nhưng mà tất cả những người nghị viên này đều là những người đại diện cho cư dân ở trong thành phố. Cho nên đúng ra người nào cũng phải có tiếng nói. Có thể mình là thiểu số đi, mình cũng phải có tiếng nói. Thì phía bên đa số đó, ba người mà đang bị recall bây giờ đó, bị bãi nhiệm bây giờ đó, họ mới ra một cái luật, họ bảo là bất cứ ông Tài này muốn đưa ra một cái nghị trình gì để trình bày cho người dân đó, là phải qua chúng tôi chấp thuận mới được bỏ lên trên cái biên bản phiên họp của thành phố. Cái vấn đề này nó không có gì sai về vấn đề luật, nhưng mà nguyên tắc dân chủ để anh chi, anh chơi cái trò này là thủ thuật để anh chi, anh đè cái anh thiểu số. Anh không có tư cách mang bất cứ vấn đề nào lên cả, mặc dù anh là người đại diện cho 5.000 người dân đó. Thì họ dìm cái đó và họ không cho mang ra, 6 tháng sau mới được mang lại. Thì sao? Thì anh này không được mang ra. Trong trường hợp Ngô Thanh Vân tôi đoán là cũng là như vậy đó. Tức là sẽ không, anh này sẽ, anh Tài Đỗ sẽ không có cơ hội để giống lên tiếng nói của mình. Tại vì City Manager có cái lệnh từ phía đa số bảo rằng là nếu mà ông thiểu số đưa lên mà không có sự chấp thuận của đa số, ông này không được nói gì cả. Cái đó là thiếu nguyên tắc dân chủ, hoặc là phía bên đa số họ làm những điều mờ ám, cái đó mình không biết. Nhưng mà thường thường anh làm như vậy để làm chi vậy?
để anh không muốn giấu những cái gì mà chúng tôi làm sai được ra bàn cãi. Thế vấn đề cá nhân của ông nghị viên tài độ, ông làm việc cho thành phố, ông bị người ta có thể nói rằng lợi dụng cái tên tuổi của ông làm cái việc mà ông không bằng lòng. Thế thì vấn đề pháp lý của thành phố sẽ bảo vệ ông có quyền chứ, ông làm việc cho thành phố mà. Cái đó là chuyện mà anh tài đổ lại một lần nữa là phải mướn luật sư về election, phải kiện tụng, phải nói là cái thể chế này đó là bất hợp pháp và nó vi hiến nữa chứ mày không. Khi mà anh không cho phe thiểu số họ gióng lên tiếng nói của họ, cái chuyện đó là chuyện anh tốn rất là nhiều tiền, rất nhiều thời giờ để anh làm. Mà theo tôi biết anh nghị viên tài đổ cũng là một nhân viên cảnh sát thôi, thì không thể nào mà anh có thật nhiều. Thế những cái thời gian mà chúng tôi họp ở trong thành phố, ông đại diện cho, ông làm việc cho thành phố, thì luật của thành phố phải bảo vệ ông chứ. Phải tiền anh đi làm cho một công ty nào, có chuyện gì công ty nó cũng bảo vệ anh. Anh làm nghị viên trong thành phố, lúc đó anh họp thì thành phố cũng phải có cái ngân quỹ để bảo vệ cho nghị viên này chứ. Đúng. anh thưa anh Đoàn Trọng, cho phép tôi trả lời câu đó. Cái vấn đề đó tôi có đưa ra nói chuyện với ông luật sư thành phố rồi. Ông nói nếu mà anh bị thưa đó, thì cái tùy theo cái đại đa số của hội đồng nghị viên thành phố, họ có chấp nhận để cho luật sư thành phố bảo vệ cho anh hay không. Anh có nghĩ ông luật sư đó đúng 100% không thưa nghị viên? Tôi nghĩ ông đúng. Ông đúng hả? Cái đó tại vì ông luật sư chỉ là một luật sư thôi. Nhưng mà cái người đại đa số mà bỏ phiếu đó, họ có thể quyết định bất cứ chuyện gì trong thành phố. Vâng. Đó là cái vấn đề rất là tệ hại khi mà mình có đại đa số mà không có suy nghĩ về độc lập. Thế tôi xin hỏi ông một cái câu chuyện này nữa. Ông luật sư thành phố là cái người quyết định cho quý vị làm hay là ông là người cố vấn cho quý vị làm? Ông luật sư của thành phố là người cố vấn pháp luật cho hội đồng nghị viên. Hội đồng nghị viên thành phố quyết định tất cả mọi việc. Hội đồng nghị viên thành phố có thể bỏ phiếu để mà đuổi ông luật sư thành phố mà mướn một người khác vô thay thế ông một cách rất là dễ dàng. Kính thưa quý vị là những người đại diện cho người dân. Hôm nay qua câu trả lời ông nghị viên tài đổ, quý vị mướn ông luật sư. Chứ không phải là ông luật sư mướn quý vị. Ông luật sư không điều khiển quý vị điều khiển ông luật sư. Bởi thế tất cả những sự kiện liên quan đến tất cả những cái công cuộc gọi là thư kiện ở tại thành phố, quý vị phải sử dụng cái kiến thức, cái trí tuệ của quý vị, chứ không phải là quý vị bị lệ thuộc vào luật sư. Điển hình như ví dụ ông qua cái vụ ông Baker. Ông luật sư đã cố vấn, đã nói rằng quý vị thưa ông được đâu, thưa tốn tiền nhiều quá, rồi quý vị biểu quyết đi một cái vấn đề tạo nên một cái tiền lệ thư kiện là đút lót đưa tiền cho người ta là không được. Quý vị phải hiểu vấn đề đó, và đó là đến lúc quý vị cần phải thức tỉnh để quý vị khỏi bị recall. Chúng tôi muốn nói, theo luật sư tôi nghĩ tôi nói như vậy thì nó có cái gì là sai không thưa luật sư? Tôi nghĩ là anh Đoàn Trọng nói không gì sai. Thứ nhất đó là vấn đề đa số đúng trong vấn đề mà luật pháp đó, người luật sư họ cố vấn cũng đúng là đa số. Nhưng mà tôi thấy ở đây họ thiếu cái gì và không theo một nguyên tắc dân chủ ở chỗ này. Chính quyền á, cái tiếng Mỹ nó gọi là transparency, tức là anh phải minh bạch. Anh minh bạch tức là anh quyết định như vậy, anh phải có lý do tại sao anh quyết định như vậy, và thường thường anh phải đưa ra cái lý do tại sao anh không làm như vậy. Trong trường hợp này chúng ta không thiếu cái sự minh bạch và bạch hóa chuyện ra. Tôi cho cô Ngô Thanh Vân, nhưng mà đây là lý do ông tài đổ, ông chống đối vì lý do này. Cô này là một diễn viên của Cộng sản Việt Nam, không có làm gì cho cộng đồng cả, nhưng mà chúng tôi không cần biết lý do đó. Tôi thích cho thì tôi cho, tại vì cô là tài tử, anh phải nói như vậy, rồi anh muốn cho thì anh cho, chứ không thể nào mà biết đi những cái người thiểu số mà đã lên tiếng mà là tôi không đồng ý vì lý do của tôi, rồi anh viện cớ anh là đa số anh cho, thì người ta sẽ đâm ra ngộ nhận là những người như anh tài đổ ở đây là những người đã đồng ý quan điểm của những người đa số. Thì ở đây nó thiếu vấn đề minh bạch. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ đề cập đến một trong những cái sự kiện gọi là vấn đề pháp lý, chứ vấn đề chúng tôi không đề cập đến vấn đề nên cho hay không nên cho hôm nay. Mà chúng tôi nghĩ rằng ông nghị viên tài đổ không có bằng lòng có tên ở trong cái đó, mà ông thị trưởng lại bỏ tên ông vào, cái đó là vấn đề nói láo. Có đúng không thưa luật sư? Dạ vâng. Thì cái đó là chúng tôi đặt vấn đề một ông thị trưởng không thể nói láo. Và một khi ông nói láo thì ông phải xin lỗi người dân. Và đến bây giờ thì ông thị trưởng Tạ Đức Trí vẫn chưa xin lỗi người dân về vấn đề ông nói láo với công chúng qua cái gọi là resolution commendation. Đó là vấn đề chúng tôi vẫn nói về vấn đề pháp lý thưa quý vị. Trở lại một trong những cái sự kiện mà người ta bàn tán rất nhiều thưa tiến sĩ Phạm Kim Long, là vấn đề thành phố Westminster đưa ra cái vấn đề biểu quyết vấn đề diễn hành Tết. Theo tôi nghĩ, cá nhân tôi nghĩ thì gọi là innovation, thành phố cần phải có những cái sự sáng tạo, có những cái người lớp thay thế người này, không có thể để cho một cái tổ chức nào cứ liên tục tổ chức đó hoài. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái sự mà biểu quyết cho một cái tổ chức mới tham dự để điều hành diễn hành Tết, cái điều đó thì hoàn toàn đúng. Có cái gì sai trái không thưa tiến sĩ? Đúng, nếu mà cái tổ chức đó họ hội đủ những cái điều kiện để đứng ra tổ chức. Thế thì khi nói hội đủ điều kiện thì thế nào là hội đủ điều kiện?
Ví dụ như là nếu mà trong cái điều kiện đó, một trong những điều kiện đó là họ phải là một tổ chức non-profit, một tổ chức thật chứ không phải tổ chức ma. Vâng. Thế thì thưa nghị viên tại đỗ, nghị viên là người có trong cái cuộc biểu quyết đó. Thế nghị viên trước khi nghị viên biểu quyết trước thì nghị viên có xem xét tất cả những cái hồ sơ tài liệu liên quan đến những cái ứng cử viên cho cái cuộc gọi là tổ chức diễn hành Tết năm nay không thưa nghị viên? Dạ, tôi có chất vấn cái người những cái ông Duy Nguyễn là ông là cái người mà nộp đơn để xin để tổ chức cái diễn hành Tết. Thì đối với tôi nó cạnh tranh đều rất là tốt, cạnh tranh nó làm cho tất cả mọi người có một cái phát triển mạnh hơn, nó tốt hơn, phải không? Cho nên tôi họ không có đưa tôi cái hồ sơ gì hết. Lúc đó tất cả những người nghị viên trong thành phố có quyền đặt câu hỏi đối với ông Duy Nguyễn để coi thử ông có đủ khả năng kinh nghiệm để mà ông tổ chức cái diễn hành Tết hay không. Nhưng mà theo khi tôi đối với tôi cái điều đó rất là quan trọng, tại vì thành phố phải bỏ rất là nhiều tiền để mà giúp cho cái để mà bảo vệ, để mà hỗ trợ cho cái diễn hành Tết. Nhưng mà cho nên tôi đặt rất nhiều vấn đề về cái khả năng với kinh nghiệm của ổng mà hầu như ổng không có. Nhưng mà tôi không nói về vấn đề khả năng, tại vì nó chưa, người ta chưa làm thì làm sao có khả năng. Tôi nói về vấn đề hợp thức hóa đúng theo cái thủ tục. Thế tại sao nghị viên không đòi hỏi cho người ta biết rằng những cái ứng cử viên này có đủ tất cả những cái điều kiện căn bản để đứng ra tổ chức? Ông có làm điều đó hay không? Tôi đã chất vấn rất là kỹ. Yeah. Mặc dù những cái câu hỏi của tôi rất là chính đáng, nhưng mà cuối cùng họ đại đa số của hội đồng nghị viên thành phố cảm thấy là tôi cảm thấy họ rất là ngưỡng mộ ông này. Tôi chưa nghe và tôi coi lại cái băng thì tôi chưa thấy ông nghị viên đưa ra vấn đề là tất cả ứng cử viên cần phải có một cái giấy của một cái tổ chức non-profit organization. Ông có hỏi những cái người hiện nay được quý vị chỉ định cho cái cuộc tổ chức diễn hành Tết, họ có phải là những người ở trong cái lúc họ nộp đơn, họ có phải là những người đại diện cho cái non profit organization không thưa? Tôi có hỏi ông Duy Nguyễn là nói ông chưa có cái non profit nhưng mà ông đây muốn tổ chức diễn hành Tết thì ông nói là ông sẽ nộp đơn xin cái non profit đó sau này. Thì tất cả các hội đồng nghị viên đều tán thành cái điều đó hết. Okay. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ đặt cái câu hỏi này với luật sư Đỗ Phủ để ông hiểu rằng thế nào là cái luật cho phép, thế nào không cho phép, để rồi chúng ta có thể đi đến một cái vấn đề cá nhân hoặc là kỳ thị, gọi là discrimination những người khác. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.